Hello, hello anh em nha. Quá trời về quá trời xe anh chị, Vios, Innova. Không? Đó, anh em nào quan tâm những mẫu nào thì qua em lựa và em sẽ sơ lược một số cái mẫu xe. Và chiều nay sẽ đem về Bến Tre, tại đang có mặt tại bãi trên quận 7 anh em ha. Chiều nay đem về Bến Tre một số cái mẫu xe Innova cho anh em mình phục vụ cho anh em mình nha. Anh em nào quan tâm mẫu nào cứ nhắc máy alo em Thịnh. Đó, quá trời đất luôn. 208 cột 210. Em đi bằng con lúc A em nè anh chị. Lúc A này quá đỉnh luôn anh chị ha, lúc A này lướt cho 50.000 500 hơn nữa nè. Vios nữa nè. Innova đời cao đời hấp có đủ luôn, Focus, Cru. Cru này chiều nay đem về Bến Tre ha anh chị ha. Chiều nay cho đem về Bến Tre lại Cru nè. Đó. Quá trời đã luôn, Cru xe chất luôn anh chị. Anh chị quan tâm mẫu nào thì ở em Thịnh ha. Rất là nhiều xe tại Thịnh Bến Tre. Đó, anh em mà quan tâm mẫu nào thì alo cho mình ha. Đó, Captiva, Fiesta, Mazda. Rất là nhiều xe. Nơi giao lưu cho đỡ mua bán với bà con nha. Innova này bữa giờ khách cọc với Bến Tre đem lên đây nè, làm cái màn hình lại anh chị. Đó, làm màn hình lại rồi với chiều nay chắc đem về giao cho khách thôi. Venza, Focus. Focus hiện tại là bên Bến Tre và ở Sài Gòn mình còn khoảng 9 xe Focus này anh chị. Anh chị lựa thoải mái chạy thử vô tư nha. Cứ alo là sẽ có em Thịnh em nhắc máy. Giá là rất là hợp lý nha, bao chạy bao xài. Rồi, cảm ơn anh chị em anh nhiều nha. Anh chị quan tâm nào nhắc máy alo em Thịnh. Đừng quên bấm follow để cập nhật nhiều video nha.